Hello, good morning mọi người. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm chè bánh lọt ha. Sẵn là mình chỉ các bạn cách làm luôn. Cái này là lá dứa đây. Giờ mình cắt cái nhuyễn nhuyễn vô để mình xay, xay ra nước. Món chè này mình rất là thích ăn. Rồi mình quay nhuyễn rồi đó. Rồi, giờ mình chế vô cái nước này luôn. Đó, giờ mình tính nước ở trong cái đồ xay này với nước trong cái này mình đựng là 900ml nước nha. Nếu các bạn muốn thêm công thức thì hãy comment vào video của mình nha. Đó, mình nặn chất nước xuống dưới ra. Rồi đó, mình chế vô, mình pha chung vô đó. Giờ là, nói không, mình nói không, 900ml nước đó. Bột năng, bột gạo và bột đậu xanh đây. Giờ mình chế vô đây. Mình chế hết này vô. Cái này mình chỉ với sơ nha các bạn. Bạn nào muốn công thức rõ hơn thì hãy comment ở dưới nha. Đó. Rồi mình quậy cho đều vô rồi xong mình để 30 phút. Đó, nghe cái màu rất là đẹp nha. Rồi đó, tan đều hết rồi đó. Rồi bây giờ mình đang cắt hộc lựu bỏ vô chè đây. Đó, mình chỉ cần mua một hộp này. Đó, mình sắc nhuyễn ra vậy đó. Bây giờ mình cái này là nước lá cẩm nha. Mẹ mình trồng á, rồi nấu sẵn rồi. Giờ mình chỉ chế vô đây cho ngập thôi. Rồi đậu xanh nè. Nhiều quá rồi. Miếng nó thôi. Ok. Đó, để ngập rồi, để ngâm thôi. Đó, mình để đây mình ngâm cho thấm cái màu vô. Ăn cho đẹp mắt tí mà. Ok.
Rồi. Đó, rồi bây giờ mình đang nấu nước bọt đây, quay chừng nào nước bọt nó chín thôi. Rồi đây là nước cốt dừa đây. Đấy, rồi. Giờ mình để mình quậy quậy cho nó thấy chín thôi. Cho nó nóng nó sôi lên. Đó, ở đây các bạn thấy không? Sau khi mình quay khoảng 10 phút. Đó, đặt lại rồi. Cũng bật lửa nhỏ nhỏ nha các bạn. Đừng bật lớn quá. Đó, đặt kẹo lên. Vậy chừng nào mình thấy nó trong lại thôi. Giờ là kẹo quay hơi mệt mỏi tay luôn. Muốn ăn phải lăn vào bếp nha các bạn. Rồi đó, sắp được rồi đó. Quay gió trong như này thấy không? Đó, nhìn màu đây. Quá đẹp luôn thấy không? Xây mà mỏi tay luôn nè. Nhức nách luôn. Nhức tay, nhức nách. Nhức người luôn. Đó, giờ để mình ép vào đây. Rồi đặt kẹo dưới nè. Để cho mình lấy mũ mình kẹp xuống quá. Thấy chưa, mình thấy có bộ máy theo các bạn, hợp đáo chưa? Rồi, để mình thử cái cây. Đó, hợp đáo chưa? Tay nghề chưa? Rồi mình đi, mình lặp đi lặp lại thôi, nó thấy tự lên thôi đó. Mình phải để nước đá nha các bạn. Đá dưới. Đó, để tương tự rất luôn. Nhẹ thôi. Mình bóp cái này từ từ thôi, đừng bóp mạnh quá. Làm tiếp. Lập rồi nhầm đầu hết này thôi. Quá dễ dàng. Đừng lấy cái mổ ngay đây. Cho này xuống. Bữa nay mặc áo bông nấu chè bánh lọt. Đúng rồi, đúng màu thấy không? Tại vì mình đợi lên sóng truyền hình nhiều quá mà có mấy cái áo à, chứ là được đi bằng gọi loại hoài. Giờ mình tìm áo lạ cho các bạn coi thấy không? Chưa, chẳng biến rồi phải không? Làm xong mình ăn thử nữa. Cho nó cái nào.
Đây, quá đẹp luôn. Tính quay một vòng cái đó. Đó, nhìn đi. Đã chưa? Nó còn cộng luôn nè. Nó nhỏ nè. Rồi đây, cái này hồi nãy mình ngâm nè. Đó, giờ nó nước cũng rút xuống này không? Đó, ra màu nè. Rồi giờ mình chắc cái nước này ra, đổ cho nó khô rồi đặng mình đem làm hộp lựu. Nhưng cái nước của cái này mình cũng giữ lại thôi nha, để hồi mình nấu. Rồi, rồi khô rồi, để ở đây. Đó, giờ mình chế bột công năng này vô đây. Chế hết vô trước cái bột. Cái này mình có nửa bọc à. Để chế hết nửa bọc cứ quay một quậy cho đều lên. Nếu thiếu mình chế vô thêm. Làm nữa mệt thôi. Rồi mình đã trộn cho nó đều, cho bột năng nó dính hết, dính vô mấy củ này. Mình thấy dính cục cục đẹp chưa? Ok luôn. Rồi mình lắc chừng nào á, đó mấy bột nó rớt xuống ha. Xong rồi giờ mình đang bắt cái nồi nước sôi bạn kìa. Chừng nào nước nó sôi mình đem luộc lại cho dính ha. Rồi mình coi cái nồi nước nó đã sôi rồi đó. Rồi múc mình để vô từ từ đây. Đó mình vừa để vô mình vừa lấy đổ mình quậy. Sôi lại, lên lại á, mình để vô tiếp. Mình không nghe tiếng. Tao nấu nó nổi lên nè.
Đó, chờ nước cái sôi lên cái đã mình để vô tiếp. Là màu tím mà. Nay mình nấu món chè này quá đúng luôn á, mình chơi cái áo này nữa quá đặc biệt luôn, giống chè bao chè luôn. Chè tím rồi ha. Rồi giờ mình để khoảng chút nữa cho nó chín bọt cái đều ra hết. Rồi đó. Giờ mình vớt ra để vô trong cái tô này để đá. Màu tím đẹp quá. Cắt sao đây, cắt vậy đi, sẽ làm to thôi, làm ba đi. Đó. Thử ra nhìn ra sao đây, mà cắt tí nhỏ tí nữa. Làm sáng đi, làm sáng đi. Yêu kìa, kìa. Làm sáng đi, làm sáng đi. Làm sáng quá cơ. Làm sáng hả? Trời. Nhỏ cái làm sáng hả? Làm sáng đi. Trời ơi, quá xấu. Nè, đúng chữ quá xấu luôn. Thấy không, thấy hợp màu áo mình không? Nay là bọn áo này là món này là quá đúng luôn. Người cao câu thì mặt có thân thành cũng cao câu. Rồi đó. Xong hết đây. Bây giờ mỗi thứ mình để vô ly rồi mình ăn thử nha. Được chưa? Mỗi thứ lên miếng thôi. Hay mẫu quá. Vậy có sao?
chưa? Này đi bán chè được nè. Bán chè bán áo rồi qua đúng không? Cái này cho ba đứa nhỏ lấy ít thôi. Wow, quá hấp dẫn. Đây, chúng ta lấy cái đá trước cái này. Chuyên nghiệp luôn rồi, đó cho đi bán chè luôn á. Chán nhiều nè. Chè này làm rất là dễ nha các bạn. Nếu các bạn học theo công thức mình thì làm được thôi. Rồi, phải tới lúc nói tạm biệt, bye bye rồi. Cái con nói bye bye đi con. Bye bye. Thank you for watching and please subscribe.